không làm đóng một cái vở kịch mà giữa em và Mạnh Quỳnh và Đan Nguyên. Chịu Mạnh Quỳnh là người chồng cũ và Đan Nguyên là một người yêu mới, là để em có một sự lựa chọn. Tiết mục đó các bạn nghĩ sao? Tiết mục bộ tình tay ba giữa Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và Đan Nguyên. Cái đó mới ghê. Vậy là có nghĩa là em là người phụ nữ coi như là có người nói là Trang Phạm thích Mạnh Quỳnh, Phi Nhung hát chung thôi. Thì là tất cả là mọi người trong đó thì ai cũng thích, là giống như là fan của em, fan của Mạnh Quỳnh là thích em với Mạnh Quỳnh. Nhưng mà thì lâu lâu mình cũng phải đổi, giống như Mạnh Quỳnh lâu lâu đổi Hương Thủy, đổi này kia nọ để cho nó khỏi cái nhàm chán. Chứ thật sự ra là Phi Nhung với Mạnh Quỳnh cũng là một cặp mọi người khán giả đều yêu mến. Mà lần này trở lại với Thúy Nga nữa thì là em nghĩ là em sẽ cố, phải nói là em sẽ cố gắng hết một sức. Cái màn đặc biệt, một cái màn đặc biệt do duyên do Mạnh Quỳnh viết hết, vừa tân nhạc vừa cổ nhạc. Em muốn, tại vì em đọc cái kịch bản mà Mạnh Quỳnh viết á, nó rất là dễ cho những em ở bên Mỹ. Coi như là cái chữ cái văn á, từ văn á rất là dễ hiểu và dễ thương. Và em muốn là cái bài hát này nó đi sâu vào lòng người, không những người lớn mà cũng như là khán giả. Có nghĩa là viết về cái đời sống và những cái gì nó áp dụng cho cái thời bây giờ. Thời ngay bây giờ những cái bài mà đúng là cổ nhạc đó, những cái từ ngữ họ dùng rất là xa xưa. Rất là khó mà cho những cái người ấy. Nhưng mà Mạnh Quỳnh thì dùng lại cái từ này từ thời nay. Thành ra em cũng mặc đồ cũng thời nay luôn. Em cũng mặc đồ. Ví dụ thời nay sao, em có thể ví dụ hát một câu hay nói một câu nhỏ nhỏ không? Để mà chị hình dung ra được nó là sao. Em có nhớ câu nào không? Em không có nhớ. Em chỉ nhớ là em chỉ thích cái khúc của Mạnh Quỳnh là lúc mà Mạnh Quỳnh nói là Mạnh Quỳnh sẽ đi, anh sẽ đi, anh sẽ về. Thì nói là tôi biết mà, nói vậy thôi chứ không đi là đi luôn, anh đâu có về đâu. Tôi là con gái Việt Nam mà. Sau rồi cái Mạnh Quỳnh, sau rồi cái là tới là khóc thì Mạnh Quỳnh nói chứ hãy không đi em à. Cái chỗ đó nó rất là dễ thương. Không mà Mạnh Quỳnh chỉ biết tới Mạnh Quỳnh rồi đó, nhẹ nhàng mà cũng nhẹ nhàng mà rất là gentleman. Ở ngoài Mạnh Quỳnh gentleman lắm đó, rất là đàn ông. Coi như là phải nói chứ chắc cô nào mà gặp rồi cũng phải có. Chị biết siêu cô gặp đó, cô Phi Nhung á, không ấy chứ Mạnh Quỳnh thì không thể nào được. Sao trở lại đi, Mạnh Quỳnh nói hãy khóc đi em. Mạnh Quỳnh nói như vậy không, nhưng mà cái nhớ thôi. Nhưng mà cái những cái từ ngữ là em nghĩ là cái bài hát này sẽ đi sâu vào lòng người. Tại lâu lắm rồi cũng chưa có cái bài tân cổ nào mà hiện đại để mà đi sâu vào lòng người. Thì xong rồi cái hãy khóc đi em, xong rồi có see you later không? Cứ như là an ủi để em diễn tả nha. Diễn tả Mạnh Quỳnh đi. Cứ có cần phải để em diễn tả là Mạnh Quỳnh. Rồi diễn tả đi. Diễn tả để cho em hiểu, để mà em hát. Rồi. Thì ông nói là giờ em nói ra hết rồi, em ra làm sao? Mình nói cái tập đằng sau thôi, còn khi mà mình đi lên sân khấu là hoàn toàn đâu có sao đâu.